Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ động cơ chuyển xe máy thành xe điện. Động cơ có 4 số 1, 2, 3, 4. Rất là cơ động. Số 1 thì xấp xỉ khoảng 20 km/h. Số 2 là 33 km/h. Số 4 là 44 km/h và số 5 là 60 km/h ở giải điện áp là 60V. Các bạn có thể chạy 48V cũng được. Đấy. Con này động cơ công suất 1000W các bạn nhé. Số tự động, côn tự động. Đợt trước có làm video thì dành cho những cái loại côn tay. Thì ở trong cái bộ này em làm cho côn tự động. Các bạn có thể thay đổi tốc độ nhanh hơn bằng cách là thay cái đầu nhông trước từ 15 răng thành 17 răng và nhông sau thì các bạn cho chậm đi. Đấy. Con này là 4 số 1, 2, 3, 4 và số mo. Bộ điều khiển có tiến lùi. Nếu như các bạn thích làm xe có tiến lùi thì bộ điều khiển này là có tiến lùi nhé. Đây là toàn bộ con động cơ này. Con này thì các bạn lưu ý là nó có thể nắp được cho hầu hết tất cả các dòng xe số nhé. Đấy. Mặt trái của động cơ này. Hãng Dancer này. Có hộp số nhớt các thứ này. Kích thước của nó thì tương đương với này à. Kích thước của một cái con xe máy bình thường, nó không dài hơn là bao nhiêu đâu. Đây, kích thước qua bên máy này là 33 cm. Thì đối với một con xe máy bình thường ấy thì vỏ của cái phần mô bin điện ấy nó cũng phải ra đến đây rồi. Tức là con này nếu lắp vào xe máy ấy, thì nó chỉ đẩy ra phía ngoài chân của mình mất khoảng 4 cm như thế này thôi. Đấy, nó không chiếm nhiều diện tích cũ. Thứ hai nữa là nó rất thoáng cái phần đầu bò đằng trước này. Cái phần piston xi lanh ở đằng trước này hoàn toàn không có lọc gió này, các kiểu ở chỗ này chế là nó sẽ không có. Vì vậy thì đối với này ai mà có muốn cải tiến xe thì để pin có thể để phía trước. Phía chế hòa khí lọc gió mình đóng một con pin khoảng kích thước khoảng 12 x 12 và dài khoảng 30-40 cm. Nó sẽ dấp xấp xỉ với dung lượng khoảng 60V 20A đến 30A là thoải mái chỗ chứa. Ngoài ra thì có thể đóng thêm pin ở vị trí cốp xe nếu như các bạn có xe cốp rộng. Đấy. Thì đây là cũng là một cái giải pháp mình muốn chuyển một cái xe xăng của mình thành xe điện, rất là hay. Con này có 4 số nhé. Nó có cái đặc thù của dòng 4 số ấy là nó sẽ đường trường và đường dốc, nó sẽ chấp hết. Đấy, dốc cao mấy cũng trèo được các bạn nhé. Rất là khỏe. 1000W có số. Còn những cái dòng chạy trực tiếp ấy thì nó cái ưu thế của nó là có thể lắp đặt nhẹ nhàng, lắp đặt nhanh hơn. Nhanh thì chưa chắc đã nhanh đâu. Mình dám cá với các bạn là đối với cái dòng hộp số này ấy, thì thằng này có khi lắp nhanh hơn các bạn lắp vào số con này là chỉ bê cái bệ máy cũ, vứt hết thiết bị cũ ra. Đấy, bỏ con này vào là xong. Thế còn những cái dòng động cơ lắp vào bánh ấy, thì không phải là con động cơ nào lắp vào bánh cũng vừa ngay được. Còn phải cắt gọt rất là nhiều thứ và cần tinh chỉnh lại cái độ ra vào của nhông xích và độ phanh. Nhiều con phanh nó không đúng thẳng hướng hoặc là nhông xích nó không thẳng hướng, còn chỉnh rất là nhiều. Còn như cái bộ này ấy, thì nó không cần các bạn phải tinh chỉnh gì cả, các bạn lắp đặt lên là được. Đây là dây số của nó này. Đấy. Dây số báo trên đồng hồ số của mình ấy, mình sử dụng đồng hồ số. Cái bộ này thì chỉ cần lắp thêm một con đồng hồ báo điện. Hoặc là chúng ta sẽ bỏ phần đồng hồ xăng đi thay vào đồng hồ điện là các bạn có thể
có đầy đủ báo rồi, mua một cái đồng hồ LCD nhỏ nhỏ nữa đấy, lắp đặt lên là vừa. Cái đấy bên em có bán thêm cho khách hàng đấy. Đây là cần số này, con này là côn tự động nhé, không phải là côn tay như mấy cái dòng 2000 và dòng 3000W đấy. Và động cơ nó có 1000 thôi, cho nên là nó cũng khả năng tiết kiệm điện và chi phí nó đầu tư ban đầu nó sẽ rẻ hơn. Đối với những dòng xe dân chơi thì nó người ta sẽ khách hàng người ta dùng khoảng 2000 3000W để nó đạt tốc độ cao. Còn đối với các bác có tuổi thì thường thường nó sẽ ưu tiên là giá thành và quãng đường, tức là thiên về cái mặt gọi là hiệu lăng, thì mình sử dụng bộ này nó hay hơn rất là nhiều. Đấy. Bộ điều khiển tất cả sẽ được đấu nối sẵn như vậy. Đấy. Giá của bộ này thì không đến 10 triệu. Nó tầm độ khoảng gần 9 triệu. Thì mọi chi tiết thì liên hệ 0983 818 955 hoặc là 0966 818 955 để được biết thêm chi tiết. Phần chiều cao của máy thì nó cũng tương đương với lại chiều cao của máy cũ. Đấy. Phần khoảng cách bắt bu lon thì nó cũng xấp xỉ khoảng 10 15 cm. Đấy, cho nên là các bạn cứ đo của máy của mình thì sẽ biết là ngay là vừa hay không. Cái đấy thì đó không phải là một vấn đề về phức tạp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi đăng mới video lên. Cảm ơn khách hàng đã ủng hộ bên shop em rất là nhiều. Và sau đây là một cái đoạn test video, test tốc độ cho em động cơ này. Sử dụng máy đo vòng tua nhé, sau đó tính tốc độ qua bộ truyền nhông xích ra đường kính bánh xe là các bạn sẽ tính được tốc độ của nó. Cái vòng tua nhanh của nó ấy là 1355 nhé, 1350. Thì cái này mình đã test 4 số rồi, thì số nhanh nhất là 1350 này, 1155 này, và 770 và 470. Thì đấy là sẽ ra ba số của nó. Thì từ ba số này sẽ qua bộ truyền nhông xích là 15/37. Đấy, thì đây thì em sẽ test tốc độ bằng cái đồng hồ này nhé. Con này nó khoảng 1350 vòng. Đây để em tính nha, cho các bạn tính nha. 1350 vòng này. Nhân với lại đường kính bánh xe này. Bánh xe này là 55 cm này. Nhân với lại đường nhông trước của nó là 15 này. Chia cho nhông sau là 37 này. Đây. Nó sẽ tương đương với khoảng
56 km/h các bạn nhé. Ở đây là đối với cái bình này nó còn đang yếu một chút đấy, thì các bạn là muốn nhanh lên thì thay nhông trước để tăng lên thành 17 vang thì nó sẽ nhanh hơn đấy. Ví dụ như mình thay nhông trước là 17 vang này, chia cho 37 này. Đó, tính lại. Đấy, nó sẽ khoảng 64 km/h này. Đấy, thì các bạn ngoài cái điều chỉnh nhông trước và nhông sau thì mặc định như con này là tốc độ giải tốc độ nó sẽ khoảng 3-4 số là 60, 45, 35 và 20 km/h. Bạn nào có thắc mắc về cách tính tốc độ như thế nào thì comment ở phía bên dưới, mình sẽ chỉ cách cho các bạn tính nhé.